Đánh boss thì dễ. Không. Tự đánh là tự chết luôn. Đơn giản. Golem thì mặc định là nó chậm sẵn rồi. Nhưng mà thôi, cứ cho nó một cái đuôi Legend Tail đi. Rồi chắc. Nhiều khi đánh con này tự chết. Đau buồn. Tha được hai cái speed. Spy. Fire Blast thôi. Một. Hai. Tiếp tục ngủ. Ba. Bốn. Tiếp tục ngủ. Năm. Sáu. Rồi cho thức dậy. Xong cho đi ngủ. Đổi con. Cái lúc này là dễ, lúc dễ chết nhất. Chỉ cần nó thức dậy và quýnh chính xác là coi như xong. Không. Nhưng mà nó không quýnh chính xác. Cái này hên xui. Có thể cái khúc mà để con Skarmory ấy thì nổi qua. Cho Skarmory ra sao. Để có gì con Skarmory chịu. Giờ thì Super đen thôi. Nó có trúng thì mình cũng đã Super đen rồi. Với lại 6 lần flash dễ gì mà nó trúng hoài được. Rồi Super đen 2 lần là đủ rồi. Giờ thì Baton Bass. Cho con Banguro ra đánh. Banguro đánh mạnh lắm. Với chiêu Power Trip để được tăng đam thì cái việc mà đẩy đối thủ vào con đường chết nhanh nhất trong vòng một hit thì quá đơn giản. Hơn nữa mình có hai cái Spy với lại cái Steel Rock để hỗ trợ lượng máu đầu tiên rồi. Giờ chỉ việc ngồi chờ đối thủ chết rồi lượm tiền thôi. Chiến thắng. 5 rare candy. Được chọn một con. Đi là con này. Anorith là con này. Anorith là hệ đá với lại hệ sâu. Không hết. Xong.